Bà ơi thả nó ra đi, tội nghiệp nó lắm, đừng hành hạ con người ta, tội nghiệp nó lắm. Dạ. Cô đi tại sao cô đi bán số cô nhốt chị Ngọc lại cô thả ra đi. Trời mưa trời gió không mà để người ta ngoài này đâu có được cô. Anh thả tội nghiệp đó, thả nó ra đi. Trời đất ở trời. Mà mở cái chìa khóa rồi cô mở ra đi. Chị Ngọc bình tĩnh, chị Ngọc ơi. Trời sao cô đi mà cô bán giấy số cô nhốt người ta lại vậy? Ủa chị Ngọc, chị đâu đi chị Ngọc? Chị Ngọc. Dạ, mình chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Lan Hai Kiên Giang. Thì ngày hôm nay Nam cùng với anh Quy cũng vừa rồi thì đi xuống quê của lại bé Bèo và cũng như là đưa bé Bèo về gặp mấy đứa em. Thì sau khi mà anh em nhận được một cái thông tin ngày hôm nay là về phía mẹ ruột của chị Ngọc, nhưng mà thật ra vừa rồi á, cái câu chuyện của chị Ngọc ở trong khu gần mà chính bị cái người cha ruột của mình bỏ bùa quý vị. Thì ở video trước thì Nam cùng với anh Quy có xuống một lần thì thấy là chị Ngọc đây nè, chị Ngọc đang đứng phía sau Nam nè. Thì cứ lúc nào sáng trưa chiều gì cũng xích ở ngoài một cái góc bích như vậy nè quý vị. Bất kể là trời mưa hay trời nắng, rồi xong á thì cái người mẹ này lại đi bán vé số đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh em đi xuống đây thì được bà con cô bác ở xóm này cũng rất là bức xúc và là cũng muốn là kêu anh em xuống để mà coi như là tìm hiểu cái sự việc này. Thì khi mà bà con cô bác chia sẻ là thật sự cái người mẹ bị lẫn 70 mấy tuổi này không phải là mẹ ruột của chị Ngọc quý vị. Và cái người này, người mẹ này, cái người cô này á, thì hiện tại có 3-4 người con đã có lập gia đình hết rồi. Và chính không cái nhà cặp bên đó, bữa hôm trước là cô nói là cái nhà của hàng xóm người tốt bụng cho cô ở, nhưng thật ra là người nhà đó là con ruột của cô. Mà không biết lý do tại sao cô lại sinh sống bên đó. Rồi cô dạy dẫn chị Ngọc về đây và xích ở đây để mà coi như là đi bán vé số, không cho chị Ngọc vô trong nhà, nói là quậy gì đó. Và ngày hôm nay thì bà con cô bác ở đây cũng chút xíu nữa là ở đây để mà coi như là chia sẻ cho quý khán giả biết được thật hư cái câu chuyện là mẹ của chị Ngọc không phải là mẹ ruột. Và hiện tại đi quý vị khán giả, cho quý vị khán giả xem chị Ngọc mà cứ lúc nào cũng bị xích ở trong cái góc bích ở sau nhà. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc. Chị Ngọc ơi. Ơi. Chị Ngọc. Tụi em là chị Ngọc ơi. Rồi quý vị coi là cái cọng bị xích nè. Chị Ngọc ơi. Chị ăn gì cho chị Ngọc? Trời, em thấy có ai mua bánh cho chị à? Hả chị Ngọc? Chị Ngọc ơi. Chị nhớ tụi em không chị Ngọc? Đó thì khi mà được bà con cô bác chia sẻ là hiện tại là cái người cô này là 70 mấy tuổi. Và cũng như là chị Ngọc thì năm nay mới 24 tuổi, không phải là con. Và con của chị Ngọc thì đã, ối con của cô này thì đã có chồng có vợ hết rồi. Nên ngày hôm nay thì anh em cũng muốn quyết định xuống đây một chuyến, coi như là gặp cái người mẹ này. Tại vì hôm trước thì anh em có chia sẻ với diễn giả biết là cái người cô này 70 mấy tuổi mà có dấu hiệu bị lẫn đó. Nên thành ra ngày hôm nay thì bây giờ là xích cái chân của chị Ngọc lại như gì luôn hả quý vị? Coi nào, xích lại luôn chị Ngọc, xích bằng hai cái ổ khóa bự vô đây luôn. Bây giờ là anh em phải đợi cái người cô đó đi bán giấy số về rồi mới tháo cái dây xích này ra. Bây giờ là em đưa chị đi về ha chị Ngọc ha. Đây chị Ngọc. Thôi thôi, cái cô đó tới kìa, anh em mình hỏi thăm cái cô hàng xóm đi. Ơi, nhỏ này không phải là con của bà bán giấy số. Ủa cô ơi, sao cô biết cô? Mà nó ở kế sát nhà của tôi. À dạ. Rồi mấy chú lại bà thả nó ra đi, để nhốt quà tội nghiệp nó. À là bà đi bán giấy số rồi, bà nhốt ở đây hả cô? Ờ. Trời đất ơi trời. Ủa vậy cô ơi, cho con hỏi là cái chị Ngọc này là không phải con của cái cô đó hả cô? Không, nó mới có đứa con à. À mà nó lẫn.
À là cái cụ quán vé số là bị lẫn. Là cái chị Ngọc này là không phải con của cái người đó. Không. Trời đất ơi. Ủa vậy cô ơi, cho con hỏi là sao bữa hổm là cô đó điện thoại cho anh em con nói là chị Ngọc là con ruột của cô đó. Không phải. Cái cô đó mà mới có 24 tuổi, bả 7 mấy tuổi mà sao đẻ được đứa 24 tuổi. À, vậy là con của mấy đứa con của cái cô này là lớn hết rồi đúng không cô? Dạ lớn hết rồi. À. Trời đất ơi, tụi con cũng không có biết nữa. Khi mà bữa đó thì con nhận được cuộc gọi của cô nói là điện thoại lên nói là mẹ ruột của chị Ngọc này, tụi con mới đưa về đây thôi. Dạ. Nhưng mà đợt trước con xuống thăm á, thì thấy chị Ngọc bị xích qua này nè, mà trời mưa trời gió không à. Mà tụi nghiệp nó lắm. Dạ dạ. Tôi ở sát bên nhà nó nè. Dạ. Tụi nghiệp nó lắm, trời mưa trời tôi đem đồ ăn cho nó ăn, trời mưa trời gió rồi mà bỏ nó vậy đó. Trời đất ơi. Ý là cái cô đó đi bán vé số là cứ nhốt chị Ngọc ở ngoài này luôn vậy ha. Trời ơi. Tôi thấy tụi nghiệp tôi đem cơm đồ qua cho ăn đó. Dạ. Trời không hiểu sao luôn, bây giờ bà đi không biết khi nào bà về. Tôi tại ngày hôm nay đó con cũng vừa rồi con cũng nghe được mấy cái cô gần đây nè đó, chia sẻ với tụi con là nói là thật sự cái cô này không phải là mẹ ruột. Nên là ngày hôm nay tụi con xuống cũng muốn hỏi thử, nhưng mà nhờ hên quá ngày mai quá gặp cô. Dạ. Ủa hình như là cô đi về kìa. Ờ đó. Ôi chào cô. Bà ơi thả nó ra đi, tụi nghiệp nó lắm, đừng hành hạ con người ta, tụi nghiệp nó lắm. Dạ. Cô đi tại sao cô đi bán số, cô nhốt chị Ngọc lại, cô thả ra đi. Để trời mưa trời gió không mà để người ta ngoài này đâu có được cô. Hành hạ tội nghiệp đó, thả nó ra đi. Trời đất ơi trời. Mà mở cái chìa khóa đó cô mở ra đi. Chị Ngọc bình tĩnh, chị Ngọc ơi. Trời sao cô đi mà cô bán vé số cô nhốt người ta lại vậy? Ủa chị Ngọc, chị đâu đi chị Ngọc? Ngọc. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc theo xíu anh. Chị Ngọc. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc. Trời ơi bà tháo vậy bà ra bà chạy rồi quý vị ơi. Chị Ngọc. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc. Trời. Từ từ chị Ngọc ơi. Trời ơi. Chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, từ từ. Từ từ Ngọc ơi. Chị Ngọc. Từ từ chút xíu nha. Ngọc. Trời đất ơi. Chị Ngọc ơi. Ôi coi chừng lúng nha anh. Lúng. Ôi lúng. Lúng sao bao nhiêu ra được vậy? Trời ơi. Lúng. Lúng quá. Rồi giờ sao qua bả ở bên kìa. Chị Ngọc. Có cái đường qua không? Trời ơi bả chọi vậy. Chị Ngọc. Rồi giờ sao mình qua lúng nè. Kiếm cái đường qua. Trời đất ơi. Vụt dép em ơi. Chị Ngọc ơi. Ui, cái này là cái đìa hay gì á? Trời ơi. Nó nè. Nó lúng quá vậy ơi. Giữ mà sao không? Sao nhọc chạy qua được hay vậy ta? Này, lúng, hết nước lúng rồi nè. Đây. Ba đâu rồi? Ủa cái này nè, thôi nè. Nó tầm phèo luôn. Luôn á. Ủa? Chị Ngọc. Ngọc ơi. Chị Ngọc. Đứng lại chị Ngọc. Lúng chị Ngọc ơi. Trời ơi. Trời ơi, chạy dữ vậy nè. Chị Ngọc ơi.
mệt quá quý vị ơi. Chị Ngọc, trời ơi chị Ngọc, chị Ngọc, chị Ngọc ơi, chị Ngọc ơi, đi về chị Ngọc, tụi em xuống cứu chị nè. Chị Ngọc, anh Huy nè. Ngọc, Ngọc mệt quá trời. Cái gì thì để tụi em cứu chị, gì làm sao chị chạy dữ vậy? Là chị sợ bị nhốt hay sao? Thôi có gạch đâu cơ, là bây giờ chị muốn sao hả chị Ngọc? Sao chị Ngọc? Tụi em mệt lắm luôn á chị Ngọc ơi. Là chị sợ bị nhốt đúng không? Mà sao giờ chị không nói chuyện với tụi em hả? Chị nhớ tụi em không? Trời ơi, rồi giờ sao anh? Giờ đi 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 vô kiếp chỗ nào mình ngồi nói chuyện đi chị Ngọc. Bây giờ mày trời ơi chạy thôi, em chóng mặt luôn rồi đó, mệt lắm rồi đó. Thôi tắt máy đi, đi theo bả đi anh ơi. Rồi, đi. Em chóng mặt lắm rồi. Trời ơi chị Ngọc ơi, bây giờ tụi em rất là mệt với chị luôn á. Bây giờ nè, tụi em nghe được cái thông tin rồi thì tụi em muốn xuống giúp cho chị. Chị Ngọc, Ngọc ơi, cái gì chị nói gì? Trời ơi. Chị muốn về nhà hả? Bây giờ biết ngọ nhà của em ở đâu mà đưa em về. Chị Ngọc ơi, chị muốn về nhà hả? Ý là chị, cái đó là không phải mẹ chị đúng không? Nhưng mà chị, là nãy chị nói với em là chị sợ bị nhốt hả? Bây giờ nè, em cũng mới biết thông tin, tại ngay từ đầu tụi em á, thật ra là tụi em cũng ngay từ đầu thì nghe được cái cuộc điện thoại của cái người cô đó nói là mẹ ruột của chị. Chính vì vậy tụi em mới là tin tưởng đưa chị về. Mà em không hề nghĩ là ngày hôm đó em nghĩ là chị quậy hay gì đó, nên là thành ra là cô mới xích lại chị lại trong đó. Thật sợ là chị đi đây đi ra kia. Nhưng mà ngày hôm nay thì tụi em xuống thì càng bất ngờ nghe được bà con cô bác chia sẻ gì cơ. Cái câu chuyện của chị là bị cái người cô đó lại xích ngày đêm ở đó luôn hả chị? Hả chị Ngọc ơi? Bây giờ bị khùng mà em hỏi cũng đâu biết gì đâu. Thì như là anh em mình nhận được cái chia sẻ của cái cô ở cặp bên nhà đó, thì nói là xích Ngọc như vậy đó, rồi xui đi bán suốt ngày, trời mưa trời gió cũng bỏ đại luôn. Thì như là cũng có cái cô hàng xóm tốt bụng đó, cổ bới cơm qua cho Ngọc ăn, chứ không thôi là không biết là Ngọc như thế nào nữa. Bây giờ anh cũng không biết sao luôn á nè. Bây giờ chị bình tĩnh cho chị Ngọc ơi. Chị nhớ tụi em không? Bây giờ em nói nè, thì thật ra là tụi em cũng không biết, là ngay từ đầu tụi em nghĩ là chị cũng đã được đoàn tụ với mẹ chị rồi, tụi em cũng rất là mừng rồi đó. Và ngay từ đầu thì khi mà anh em chia sẻ cái clip mà cuối cùng của chị Ngọc á, thì mẹ của chị Ngọc nói là muốn đưa cho chị Ngọc đi bệnh viện đó. Chính vì vậy thì anh em cũng tin tưởng, nên là khưởng đâu là gia đình sẽ đưa cho chị Ngọc đi vô trong bệnh viện để mà coi như là về vấn đề thần kinh của chị Ngọc hay như thế nào. Nhưng mà khi mà vừa rồi xuống đây á, thì bắt đầu là anh em mới nhận được thông tin là xuống thăm, thì thấy chị Ngọc có cái biểu hiện là bị xích ở ngoài cái cây mít. Nên chính vì vậy á, thì anh em đi về chia sẻ cái clip đó lên, thì được bà con cô bác ở khu vực ở đây rất là bức xúc về cái câu chuyện này. Nói là cái cô này hiện tại không phải là mẹ ruột chị Ngọc, và cô này thì 70 mấy tuổi rồi, và có được hiện tại là 4 người con, mẹ lập gia đình hết rồi. Xong sau đó thì cô này đi bán vé số và có cái tình trạng là lớn tuổi bị lẫn quý vị, nên là nghĩ là cái chị Ngọc này là con của cái cô đó. Thật ra thì anh em cũng không có trách, nhưng mà về cái vấn đề là cô đó cũng lớn tuổi và có cái tình trạng là lẫn tuổi già, nên ngày hôm nay thì anh em mới nhận được bà con cô bác ở đây, người ta cũng thấy cái câu chuyện này. Khi mà anh em chia sẻ clip lên thì cô chú điện thoại
Và hồi nãy thì anh em cũng gặp được cái cô ở cặp xóm chia sẻ, nói là hiện tại là con của cái cô bán vé số này đã lập gia đình hết, và không biết là tình trạng gia đình như thế nào, thì cô ra cô dựng cái chòi ở riêng một mình ở đó đi bán vé số, và nhận chị Ngọc làm con mà thật ra không phải là mẹ ruột. Nên chính vì vậy ngày hôm nay thì anh em xuống đây cũng muốn là giúp cho chị Ngọc, đưa cho chị Ngọc đi về với gia đình là đoàn tụ cùng với mẹ ruột của mình. Thì anh em muốn xuống đây chia sẻ cái clip này lên, tại thứ nhất là hy vọng là sẽ nhận được cái thông tin từ mẹ ruột của chị Ngọc quý vị ơi. Chứ bây giờ là hiện giờ là anh em thấy cái tình trạng như vậy thì thật sự là rất là vất vả. Anh em tưởng là giúp chị Ngọc thành công rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì lại tiếp tục. Chị Ngọc ơi, chị bình tĩnh chị Ngọc. Sao mà em khác là khó hiểu với anh Huy. Ngày hôm đó, ngày cuối cùng anh em mình đưa chị Ngọc ra khỏi cái căn chòi á, thì chị Ngọc nói chuyện với mình rất là bình thường. Mà sau nay trở về đây á, thì lại là như vậy, anh không hiểu. Cái này nhầm khi á, là thôi cái này nói chung ra thì anh em mình á, thì cũng không biết cái gì. Thì cô chú anh chị các bạn, chị Ngọc, chị Ngọc ơi, chị làm gì chị Ngọc? Ngọc mặc áo vô đi, chị làm gì vậy trời? Ê, đừng ơi. Trời ơi, áo đã bệnh. Ngọc, trời ơi, chị Ngọc ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Áo đã bệnh. Ngọc xé gì mà mua áo đâu bẩn. Ngọc, chị Ngọc, chị cần cái gì tụi em giúp nè. Chị Ngọc ơi, bây giờ chị nhớ tụi em không? Tụi em chị muốn tụi em giúp thì em đưa cho chị về nè. Cái gì chị? Cái gì? Trời, chị muốn gặp ba chị hả? Ý là bữa hổm chị nói với tụi em là chị đi về đó là gặp ba chị sẽ này nọ với chị mà. Trời, sao mà khi mà anh em không hiểu nha quý vị, khi mà anh em đuổi chị tới ra cùng với chị ra tới ngoài này á, thì chị Ngọc lại nói là muốn gặp ba chị Ngọc. Nhưng mà ngày hôm đó chị Ngọc bình tĩnh, chị Ngọc có chia sẻ với anh em mình là mỗi lần mà đúng rồi, gì? Cái mỗi lần mà chị Ngọc nó chia sẻ ở video trước á, là chị Ngọc nói là mỗi lần mà chị Ngọc rời khỏi cái căn chòi á là muốn là đi tìm về nhà ba. Đúng rồi, có. Trời ơi, làm gì mà xé áo hoài vậy trời. Ê, từ, có khi nào về cái vấn đề là hiện tại cái bùa hả? Cái bùa của ông ba còn không? Bây giờ thì sao vậy? Bây giờ thật sự là ngày hôm nay giờ Nam cùng với anh Huy cũng chưa biết là phải giải quyết cái tình trạng này như thế nào quý vị. Nên là cô chú nào mà có hiện tại có hiểu biết được cái vấn đề là chị Ngọc đang bị vấn đề là người chính người ba của mình bỏ bùa, mà trước đây chị Ngọc nói là thấy cái hình nộm như cái gối đó. Đúng rồi. Thì cô chú nào mà biết được, cô chú hơi comment lên cho anh em biết nha, để coi như là giúp chị Ngọc. Bây giờ là khi mà ngày hôm nay anh em nghĩ là xuống đây để muốn là giải quyết cái vấn đề của cô đó, nhưng mà với khi mà anh em tìm hiểu thì hồi nãy cũng có nhờ chính quyền địa phương, nhưng mà tình trạng gì cái cụ này đang hiện tại là 70 mấy tuổi, là bị lẫn về tuổi già, nên anh em cũng đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Bây giờ là anh em mình chắc bây giờ hay là đưa cho chị Ngọc này đi về nhà nghỉ anh Huy ơi, kiếm cái nhà nghỉ nào đó rồi anh em mình phải canh đó chứ, đó không phải là bà bỏ đi đó. Đúng rồi, cái này nói chung ra là canh đó là mình phải như là canh cẩn thận, chứ yêu cầu chịch một cái là thua đó Nam. Bà xé cái áo, trời, xé áo ra từng miếng luôn. Chị Ngọc ơi, Ngọc ơi, bây giờ tụi anh tìm chỗ cho em ở đỡ hả Ngọc? Chứ hay là trong rừng trong cú ở đâu? Hay là bây giờ tụi em đưa chị về gặp ba chị nha. Trời ơi, trời ơi, là chị muốn về gặp ba chị hả? Vậy là em đưa chị cho chị về gặp ba chị ha. Sao hai anh em mình đang nói với chị, kêu cho chị đi theo mình. Rồi mình đưa bà vô khách sạn, mình nhờ mình phải mình cho ở đỡ ha. Xin mình đừng nói, từ từ hai anh em mình nói rồi.
ha chị Ngọc ha, là chị muốn đi về gặp ba chị. Nhưng mà chị có biết là ba chị đang ở đâu không? Vậy làm sao chị đi về? Là chị biết đường về hả? Biết đường về. Muốn gặp ba thôi. Thôi à, vậy nè. Bây giờ anh em mình là sẽ đưa Ngọc vô chỗ nhà nghỉ nào cho Ngọc ở đỡ đi. Rồi sáng mai mình tiến hành mình ấy, chứ bây giờ là nếu mà bỏ vào gần này thì không có được. Đúng không? Bây giờ nè, chị Ngọc. Thì tụi em sẽ đưa cho chị đi về, chị đi cùng với tụi em ha. Chị đừng có chạy nữa. Chị đi cùng với tụi em đi, em sẽ đưa cho chị về gặp ba chị ha. Nhưng mà quý vị khán giả ơi, thì thật sự thì bây giờ Nam với anh Quy cũng đang dự tính là sẽ đưa chị Ngọc đi tìm một cái nhà nghỉ đó trước tạm thời. Thứ hai nữa thì cũng muốn chia sẻ cái video clip này lên, rất là mong quý vị khán giả mà hiện tại biết được gia đình của chị Ngọc hoặc là mẹ của chị Ngọc có xem được video clip này thì hãy liên lạc với nhóm anh em. Chứ vừa rồi thì cái tình trạng của một cái cụ kia, cụ bà lớn tuổi, thì anh em cũng đã không muốn là chia sẻ cái câu chuyện này nhiều, tại vì bà cụ cũng đã lớn tuổi rồi, đi bán vé số nên anh em cũng nãy là cũng có chia sẻ thì ghi hình mờ cái video đó, thì cũng rất là mong quý vị khán giả thông cảm. Thì bây giờ nói chung ra đợt này thì anh em mình cũng là cảnh giác là về cái vấn đề này nghe nè, như là bây giờ cái chuyện vừa qua đó. Thì vừa rồi á thì thật sự là mấy anh em không phải là không có trách nhiệm của gì, nhưng mà khi mà chị Ngọc á thì không nhớ là người mẹ của mình là ai. Đúng rồi. Mà cái người cô này thì khăng khăng là nhận là người mẹ, nên chính vì vậy anh em mới tin tưởng là nghĩ là hy vọng rồi. Lúc đó anh em cũng rất là mừng là chị Ngọc nói là coi như là đoàn tụ được với mẹ rồi sau bao thời gian là xa cách nó. Chính vì vậy anh em cũng ý thì rất là mong quý vị khán giả cũng thông cảm cho mấy anh em. Nhưng mà bây giờ thì có cô chú nào xem được video clip này, biết được cái tình trạng của chị Ngọc hiện giờ đang gặp cái vấn đề là muốn đi tìm về cái người ba mà trước đây chị Ngọc chia sẻ trong căn chòi á, thì chính cái người ba mình bỏ bùa rồi có những cái tình trạng là xâm hại rồi hiếp dâm mình. Đúng đó rồi. Nên khiến chị Ngọc lại bỏ đi. Đúng chị rồi. Không loại bỏ đi và phát hiện bỏ đi, nhưng mà bây giờ chị Ngọc cứ khăng khăng là muốn đi về ba. Thôi bây giờ là anh em mình tắt máy đi, đưa cho chị Ngọc đi về nhà nghỉ hay là kiếm cái chỗ nào gần nhất đi rồi mình tính tiếp anh Quy ơi. Rồi, okay. Coi là quý vị khán giả, chị xé cái áo không còn không cái gì còn luôn. Cái gì luôn á. Cái này cô chú. Hết biết rồi nè. Làm như là Ngọc cũng thù với cái áo làm sao hết. Thôi bây giờ mình tắt máy đi anh Quy, mình đưa chị Ngọc đi rồi có gì mình cập nhật clip sau. Đúng rồi, đúng rồi. Đi. Dạ, bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhau và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhau thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi và chống chỉ định là người tiểu đường, đái tháo đường sẽ không uống được nha quý vị. Đó. Và một ngày thì uống tầm 3 lần, mỗi lần là uống một ly rượu nhỏ sau khi ăn 15 phút, thì uống trong vòng đến 1 đến 2 tuần sẽ có hiệu quả cực kỳ luôn, uy tín chất lượng luôn quý vị. Đó, và ở đây mật ong gừng, hai loại sản phẩm. Quý cô chú anh chị nào mà mua thì hãy liên hệ số điện thoại của Nam bên dưới, bao miễn phí ship toàn quốc quý vị. Và mật ong gừng là bao quý khách hàng test 100%. Nếu khách hàng không hài lòng, bên kênh Nam hoàn tiền 100%. Đó quý vị. Đây, uy tín làm nên thương hiệu.